Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Chang Chang TV. Và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là khoảng 12 giờ trưa của ngày 21 tháng 12 năm 2020. Và chúng ta đang bước vào những ngày cuối cùng của năm 2020 rồi. Và đặc biệt năm 2021 sẽ là cái năm mà tôi tin rằng là một cái năm gọi rằng bản lề để mà thay đổi cái diện mạo của đất nước Việt Nam. Tôi tin rằng như thế. Và tôi cũng đang có một niềm tin nó rất mãnh liệt. Nhưng ngày hôm nay ấy, thì tôi xin chia sẻ với các bác như thế này. Chúng ta đã nói rất nhiều về cái gọi rằng là hàng giả, hàng lậu, hàng nhái, rồi bằng giả, rồi là người giả nọ kia. Thậm chí nói cả về đạo đức giả nữa. Nhưng đặc biệt ấy, là tin giả nữa. Tin giả cũng là một cái mà chúng ta cũng cần phải đấu tranh trên mạng. Trong cái lần gặp với cả Bộ Thông tin Truyền thông lần thứ nhất mà khi mà tôi được gọi lên làm việc thì tôi đã chia sẻ như thế này. Khi mà tại sao tôi lập kênh Chang TV là bởi vì khi ba của tôi ấy, bắt đầu rằng là xem những cái tin tức ở trên YouTube đấy, YouTube và các kênh khác thì có nói rằng là ở bên biên giới đang đánh nhau như thế này, là tướng của Ấn Độ đã bị giết chết, rồi là người ta điều quân đến 300-400 nghìn quân dọc biên giới Ấn Độ Trung Quốc kiểu thế. Thì tôi mới thấy rằng là sao mà bên trên mạng YouTube người ta bị tạt ví lù cái thông tin thế. Không có một cái thông tin nào, một kênh nào mà người ta hoàn toàn một cách trong sạch, hoàn toàn một cách gọi rằng là tiêu chí về sự thật của tin tức. Chính vì thế tôi lập ra cái kênh Chang Chang TV để mà ba cái tôn chỉ. Một là sự thật, thứ hai là về cái niềm tin và lạc quan, và thứ ba là cố gắng lan truyền về sự tử tế. Thì trong cái bản tin ngày hôm nay mặc dù nó rông dài như vậy ấy, bởi vì tôi muốn nhấn mạnh đến một cái thông tin rằng là đang lan truyền ở trên mạng Facebook rất là nhiều, nó gây ảnh hưởng rất là lớn tới những uy tín và những cái gọi là sự thật. Thì đó là thông tin về anh chàng Khá Bảnh. Khá Bảnh thì tôi đã nói chuyện rất là nhiều rồi. Hiện nay anh đang thụ án với là 10 năm 6 tháng tù, bao gồm tội đánh bạc và tội tổ chức đánh bạc. Và anh ta đã bị truy thu cái số tiền 5 tỷ đồng và nộp phạt 30 triệu đồng cho cái hành vi của mình. Và Khá Bảnh người ta nổi tiếng là một cái hiện tượng ở trên mạng và lan truyền và ảnh hưởng rất nhiều đến giới trẻ. Khi mà tôi xem đến ảnh một mấy cháu bé học sinh cấp 2 gọi rằng gặp Khá Bảnh như gặp là một cái thần tượng, thì tôi nói rằng là đáng nhẽ phải bắt Khá Bảnh từ rất là lâu rồi. Bởi vì những hình ảnh như thế này ấy, nó không lan truyền được cái điều gì tốt đẹp cho xã hội cả, mà nó chỉ lan truyền những cái điều nó xấu độc, không tử tế thôi. Và hôm nay ấy, là vừa rồi là thông tin Khá Bảnh bị chết ở trong tù. Thậm chí các bác có thể lên trang Facebook các bác hoặc là YouTube, các bác có thể thấy rằng là rất nhiều thông tin, thậm chí là dẫn lời lại rằng là đã bị một anh đàn anh 55 tuổi rồi đánh chết ở trong tù, rồi thế nọ thế kia rất là nhiều. Vậy thì câu hỏi rằng là thông tin như thế thì có thật không? Thông tin như thế thì có chính xác không? Đó, thì báo cáo với các bác rằng với những thông tin của riêng kênh Chang Chang TV để báo cáo với các bác rằng là thông tin này là thông tin hoàn toàn không chính xác. Hiện nay thì Khá Bảnh vẫn đang thụ án ở trong tù, và cái việc mà Khá Bảnh không bị vấn đề gì cả, đó là cái việc mà tôi xác nhận với các bác, xác nhận với mọi người, và tôi chịu trách nhiệm về cái việc đó. Chúng ta không nên suy luận, diễn giải những cái hành vi đó và lan truyền những cái thông tin kiểu như vậy, bởi vì nó là thông tin chưa được xác thực. Và nhưng ở đây tôi cũng xin nhấn mạnh rằng là một số các tờ báo cũng nên chủ động trong cái việc mà đưa tin như vậy ra kịp thời, bởi vì chúng ta đưa tin chính thống kịp thời ra và lan truyền cái sự thật kịp thời ra thì có nghĩa rằng là chúng ta cũng đang góp phần bảo vệ cái sự trong sạch của thông tin ở trên mạng. Và cái sự trong sạch của thông tin trên mạng cũng là một cái để mà chúng ta có được một cái môi trường, một cái môi trường tốt đẹp hơn, một cái môi trường tử tế hơn. Và những cái vị như là KOL, những cái vị mà có được cái lượng follow rất là lớn và có được những cái đăng ký rất là lớn ở trên kênh YouTube hay Facebook, hay ở một số kênh như TikTok hay là những kênh gì đấy, Instagram, thì các vị cũng nên nhận thức rõ cái vai trò trách nhiệm của mình trong từng cái ngôn ngữ, trong từng cái lời nói, và chỉ lan truyền cái sự thật thôi, và cố gắng thêm nữa là cái sự tử tế. Bởi vì khi mà chúng ta lan truyền cái sự tử tế với số lượng follow rất là nhiều thì chúng ta cũng sẽ nhân được cái sự tử tế đây lên. Nhưng nếu mà chúng ta mà lan truyền cái sự sai sự thật, lan truyền những cái suy diễn và lan truyền những cái nó gọi rằng là không đàng hoàng, thì chúng ta cũng nhân cái tội ác đấy lên rất nhiều lần. Vì vậy mỗi cái lời phát ngôn, mỗi cái lời chia sẻ thì tôi nghĩ rằng là chúng ta phải nên thật sự cẩn trọng ở trong đó. Và cái thông tin mà Khá Bảnh thì tôi không tìm thấy được bất kỳ một cái động cơ nào để thấy rằng là cái thông tin này nó chính xác. Đó. Và tôi không hiểu rằng là nhiều người hay là một cái thế lực nào đó lan truyền cái thông tin này ra là bởi vì là muốn có một cái mục đích gì ở đây cả. Và ngay cả là những cái thông tin kiểu khác nữa, thì các bạn có thể thấy rằng là trong xã hội thông tin thì rất là nhiều, và chúng ta hãy đọc thông tin, nhưng chúng ta cũng phải suy luận, chúng ta cũng phải suy ngẫm và chúng ta đánh giá cái thông tin đó. Đó cũng là một cái cách để luyện tập cho cái tư duy của chúng ta được tốt hơn, luyện tập cho trí não của chúng ta được phát triển hơn, và đặc biệt là lựa chọn cho chúng ta một cách gọi là lựa chọn thông tin nó đầy đủ và xác thực hơn. Bởi vì bây giờ không phải là một cái xã hội mà thiếu thông tin như ngày xưa nữa, bây giờ đang là một cái xã hội nó tràn ngập thông tin, và cái việc mà người ta có được cái kỹ năng chọn lựa thông tin, người ta có được một cái kỹ năng và có được một cái trí tuệ để mà xác lọc và chắt lọc thông tin, nó quan trọng hơn là việc mà có được nhiều thông tin, càng nhiều càng tốt. Thì đấy là cái điều mà tôi chia sẻ với các bác về cái vấn đề này, về vấn đề Khá Bảnh này. Và một lần nữa tôi xác nhận với các bác rằng là thông tin này là thông tin sai sự thật, và những người nào mà tung cái tin đồn và những cái lan truyền thông tin này ra thì người này cũng đã vi phạm pháp luật rồi, chứ không phải là không. Một cái điều nữa thì tôi xin báo cáo với các bác rằng kênh Chang Chang TV của tôi ấy, thì có đôi điều chia sẻ với các bác thế này cho chúng ta việc nhận xét hay không ấy. Bởi vì là thứ năm này là tôi sẽ lên gặp Bộ Thông tin và Truyền thông, và như trường hợp lần một tôi cũng sẽ đi gặp một mình và chịu trách nhiệm với những việc của mình làm. Tôi tin rằng là cái kênh của tôi là không có gì mà sai trái khi nói chuyện cả, nhưng những các bình luận hay những cái gì đấy thì có thể là khép tụi tôi, thì tôi cũng thấy rằng là đấy cũng là một cái gì đấy mình cũng phải cân nhắc và mình phải suy xét. Nhưng tôi nghĩ rằng là mình vẫn giữ được cái ba cái tôn chỉ đấy ngay từ đầu lập kênh, thì tôi nghĩ rằng là mình cũng sẽ lên lắng nghe để mà xem rằng là có một cái vấn đề gì đó ở đây không, thì tôi sẽ thông tin kịp thời cho các bác. Và 9 giờ sáng của ngày thứ năm đợt tới, tuần sau đấy, là tôi sẽ thứ năm tuần này đấy, là tôi cũng sẽ lên gặp và tôi sẽ thông tin các bác đầy đủ, và không có gì mà phải giấu giếm cả, và công khai minh bạch việc này. Và ở đây á, tôi cũng xin chia sẻ với các anh chị, ví dụ như là Luân Lê hay là những anh gì đấy mà kích động bạo lực, kích động những cái điều gì đó lên thì cũng nên suy nghĩ và cân nhắc. Bởi vì anh Luân Lê, chị Bạch Hoàn, mà thậm chí cả là ô xin Huy Đức nữa, anh Hữu Danh, anh Lê Thế Thắng, anh Đoàn Kiên Giang tôi chưa nhắc, nhưng mà ở trên Facebook thì tôi cũng nhắc anh này rất là nhiều, bởi vì tôi vào hẳn cái group của họ cơ. Thì những anh chị đấy khi mà cố gắng cổ suý, kích động những cái bạo lực, ví dụ như là bên chỗ của Hoàng Chi Phong, hay là bên phía của biểu tình của bên Indonesia, hay là bên phía của Thái Lan, và cho rằng người dân Việt Nam cũng cần phải làm như thế, thì tôi nghĩ rằng là anh chị này cũng chỉ là những cơ hội chính trị thôi, và không làm một cái điều gì tốt đẹp cho xã hội Việt Nam nữa. Tất cả chúng ta hoàn toàn có thể gọi là đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực và đưa ra khỏi hệ thống những con người cụ thể, nhưng nếu khi mà đã lợi dụng cái điều đó để mà phục vụ cái động cơ không trong sáng của chính cái bản thân mình, của những KOL đấy, thì lúc đấy chúng ta đã bước vào một cái vòng lao lý rồi. Còn tôi thì tôi sẵn sàng là để lên gặp Bộ Thông tin Truyền thông và chia sẻ đầy đủ cái việc này, và không có gì mà phải giấu giếm hay là có gì phải đó gọi rằng là mình tôi không biết trả lời thế nào, nhưng mà tôi nghĩ rằng là mình nên làm như thế, bởi vì muốn giữ được cái tôn chỉ đó. Còn cái thông tin xấu độc hay những cái thông tin gì đấy thì các bác hãy suy nghĩ. Và khi tôi làm kênh Chang Chang TV, các bác có thể chưa bao giờ thấy tôi nói hay là bình luận một cái gì đó, nhưng tôi cũng chia sẻ với các bác bình luận ở dưới kênh của tôi như thế này, là nhiều bác bình luận rằng là nhìn mặt bắt hình dong thế này, nhìn mặt thằng này là không được, đã không tin tưởng được rồi. Thì xin lỗi với các bác rằng là những cái bình luận như thế chứng tỏ rằng là các bác cũng là người không có trí tuệ, và chỉ có nhìn vào đó để mà đánh giá, mà để đánh giá hay là để mà xuyên tạc một cái gì đấy. Mình khi đã bình luận thì mình phải bình luận một cái có trí tuệ, không chửi bới, không xưng mày tao, không thằng nọ thằng kia. Mình vẫn tôn trọng người ta một cách xưng hô bình thường, còn lỗi ở đâu người ta phạt ở đó, cũng không bình luận rằng là mặt mũi mày trông như thế này là không được, mặt mũi là không được. Đấy cũng là một cái cách bình luận tử tế ở trên mạng, và cố gắng dùng cái ngôn từ tử tế. Nhiều bác biết rằng là tôi theo đạo Phật, thì trong đạo Phật nó có rất là nhiều cái, nhưng đặc biệt là tứ diệu đế và cái đế cuối cùng á, là con đường thoát khổ, thì có cái gọi là bát chánh đạo, nghĩa là 8 con đường song song với nhau, 8 con đường cùng lúc với nhau, và trong đó có cả chánh ngữ, nghĩa là ngoài chánh ngữ là mình nói sự thật ra thì mình cũng phải tôn trọng và mình xử lý những cái gì đấy. Và thứ hai nữa có chánh mạng, chánh mạng có nghĩa rằng là mình làm nghề nghiệp tử tế, mình kiếm tiền tử tế, mình không dùng những cái gọi là bẩn thỉu hay cái gì đấy, những cái chọc ngoáy để mà mình đi kiếm tiền từ việc đó ra. Tôi chưa hề nhận tiền một đồng nào của bất kỳ ai cả, đó là điều mà tôi rất là tự hào khi là kênh Chang Chang TV này. Và những đồng tiền tôi có được YouTube, tôi nghĩ rằng là đó cũng là cái đồng tiền tử tế và đàng hoàng, có nộp thuế. Đấy là tôi cam kết với các bác cái điều đấy. Còn ví dụ như là những cái bình luận theo cái tránh ngữ ấy, là mình không nên bình luận một cách mạt sát người khác, như vậy là không ổn. Sai ở đâu thì chúng ta đã có pháp luật chúng ta xử việc này, và tất cả mọi người, tôi huy động mọi người rằng là phải thượng tôn pháp luật. Kênh của tôi là luôn luôn cổ suý mọi người thượng tôn pháp luật, chứ không phải rằng thượng tôn gì, bởi vì chỉ có pháp luật bảo vệ chúng ta, chứ không có bất kỳ một ô dù hay một người nào đó bảo vệ được chúng ta cả. Kể cả những anh quan chức, kể anh to đến mấy đi chăng nữa, thì khi đứng trước pháp luật cũng trở nên nhỏ bé thôi. Tôi sẽ có cái bài bình luận về ông Đinh La Thăng trong cái đợt tới này khi vào ở phiên tòa, để chúng ta thấy rằng là bắt đầu có cái sự cởi mở tư pháp, và cái việc tranh luận giữa viện kiểm sát với luật sư với cả cá nhân của ông Đinh La Thăng rất là đầy đủ rõ ràng, và chứng cứ cũng đã được thu thập. Thì các bác thể thấy rằng là thông qua cái phiên tòa đấy thì không hề có cái người ta gọi rằng là gọi án nọ án kia ở đây. Tuy nhiên ở đâu đó vẫn còn, ví dụ như là cái vụ vừa rồi xử mấy cái người mà tống tiền cảnh sát giao thông đấy thì vẫn còn. Cho nên là chúng ta cái gì sai thì chúng ta bảo là sai và phải sửa và kiến nghị, nhưng cái gì đúng là phải công nhận, chứ không nên xuyên tạc và suy diễn linh tinh. Thì đấy là đôi điều mà tôi muốn chia sẻ với các bác trong cái bản tin buổi trưa ngày hôm nay, và hy vọng rằng là sẽ tiếp tục đồng hành của các bác, chứ không phải là những cái video sắp tới hết cuối cùng. Tôi cảm ơn mọi người.